Ok, xin các bạn, bây giờ mới quay trở lại trong việc clip tiếp này. Thì mình tiếp về series Bao Quang. Mình nghĩ có khả năng đây sẽ là video review Bao Quang cuối cùng mà mình sẽ từng làm trên cái channel này. Về chất là em Bao Quang này thì em đã về mình với mình cách đây rất lâu rồi. Nó còn về lâu hơn cả khi mà em kia nè Hunter the Void mà mình đã từng review cách đây vừa hôm nãy xong. Vâng. Nay căn bản chỗ này thì tối nay mình có chút mình tiện tay thì mình làm review luôn. Rồi ngày mai bắt đầu thu dọn cái studio lại. Cho nên là ok. Và trước hết chúng ta trước kia thì mình không biết mình nói bắt đầu đâu. Thì chắc là trong video trước mình đã review về em này là tên gì? Uncha, à không phải. Hyper Dragonoid Ultra. Đúng rồi, Hyper Dragonoid Ultra. Em này là từ series mới của Battle Planet. Còn em này là em Neo Dragonoid từ series cũ. Thì season 2 em này xuất hiện trong season 2 ấy. Và như là từ Bao Quang Battle Brawler. Ok. Thì thực chất ra là nó có đi kèm theo tấm thẻ nữa, nhưng mà mình chỉ có tấm thẻ, nhưng mà mình không sợ tiện sâu tấm thẻ sắt với tấm thẻ cho bạn. Nói thực sự giờ mình cũng đang không biết đâu bắt đầu đâu nữa, để chút qua đi. Thì về em có thể nói thật, chia sẻ thật sự các bạn luôn, đó chính là mình ấy thì à không ghê đã, nên mình bổ sung thêm cho cái video về trước mình đã từng làm. Thì trước đấy mình đã từng bảo là không thể nào đẩy tay em này được, thì về mặt lý thuyết là đúng, không thể đẩy được. Nhưng nếu bạn cố gắng hack, bạn đẩy hack lại này thì cái tay nó vẫn sẽ tự động mở ra. Tay nó vẫn sẽ tự động mở ra, nhưng mà mình cảm giác mình làm vài lần mình sợ nó nguy cơ ấy. Và nếu như bạn cảm thấy ấy, thì trông nó đẹp hơn một tí thôi mà chân nó sẽ không thể quặp vào nữa, và thế khá là nguy hiểm nếu như mà trẻ nhỏ thứ nó không biết nó gậy động vào nó, đúng không? Như thế nên thường thì mình sẽ để bình thường để chưng mình chỉ để chưng cỡ này thôi đấy, thì mình không dám. Ok, thì về cái series Bao Quan Battle Planet này thì mình có thể nói đó là về mặt thiết kế nó thiết kế được đầu tư chi tiết hơn, bạn có thể thấy rất rõ như phần đầu con rồng này, thấy phần đầu con rồng nó có được chăm chút các thứ, còn ở đây là con rồng này bên thằng ngày xưa thì nó khá là thô, cánh cái thứ chân cái thứ trông nó cũng còn khá là thô, và nói chung là có béo thích béo cục mịch của nó. Nhưng mà tuy nhiên mình lại thích cái series thiết kế của series cũ hơn, bạn biết sao không? Đó là bởi vì mình đã vốn quen những thiết kế rất đường cong kiểu này rồi. Để mình cho bạn xem hình quả bóng và mình sẽ quay trở lại hình dạng thú sau. Đây vừa là bạn video đây. Có bóng gập chân vào này. Còn rất là cứng. Ok. Thì đây dạng quả bóng. Quả bóng của series cũ ấy, nó thiết kế nó sẽ nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn này mà. Sao tờ fuck nhìn kiểu dạng này. Đây, để hình tròn này thì đúng mạng có thể thấy đúng không? Đúng là nó nhỏ hơn đúng không? Đấy. Thì mình không nhớ chính xác cái size của bọn này là bao nhiêu, nhưng mà bọn bao ăn đời cũ thì nó sẽ có size tiêu chuẩn là cái size cái này, và một size mini thì nó sẽ còn nhỏ hơn một chút nữa. Còn đây là size của bọn bao ăn của Battle Planet này thì nó sẽ to hơn này, và đối với những con bao gan một cấp thấp ấy thì nó sẽ không gồ ghề kiểu này, nhưng mà bù lại khi nó mở chân hay mở đầu thứ ra ấy, thì trông nó rất là béo, rất là cù mịch. Một điểm ấy, một điểm đó là của con những con hành xưa ấy, thì các bạn vì các thiết kế của nó thiết kế của nó đã thô rồi, cũng chính vì thế nên là khi mà nó mở ra này bạn sẽ không cảm giác nó béo. Nhưng mà đối với những con bao gan ngày xưa ấy, bao gan thời này ấy, thì vì nó được chăm chút các thứ như phần đầu các thứ rồi, nên lúc khi mà nó bung ra ấy, thì nó sẽ tạo cảm giác rất kiểu rất là thô và béo. Mình cá nhân mình không thích thiết kế kiểu dạng này lắm, và đối với con Ultra ấy, thì nó thiết kế nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà bù lại nó sẽ bị vướng một cái đặc điểm, nó bị gai góc.
nó sẽ có rất nhiều những cái phần G này ra, tính chất cái phần dưới này nó hoàn thể làm nó lún xuống để nó tạo hoàn toàn cho quả bóng hoàn toàn, nhưng mà mình hiểu sao nó người ta lại không làm như vậy. Nên là một điều nữa đó là cái phần bề mặt chất liệu nhựa mình cảm giác nó không được đầu tư chi tiết lắm, bạn thấy nó vẫn còn tương đối tệ, cho nên mình cũng không thích cái kiểu này lắm, mình vẫn thích đi thiết kế ngày xưa hơn. À, em bao gian Hyper Dragon Ultra này mình mua căn bản chỗ là vì cái bên ở chỗ pha xa họ giảm giá nó mạnh quá, cho nên là mình cũng trong lúc đợi em này về nó quá lâu nên thôi mình cũng hăng máu mình cũng mua một em này về mình nghịch đợi em này về nhà này đấy. Nhưng mà cuối cùng đội em này cực kỳ lâu luôn, em này về cực kỳ lâu ơi, cho nên là rồi để kế tiếp thế nào nhỉ, để xem còn có cái quái gì mình nói không, chứ không thì video này cũng sẽ nhanh lắm. Thì để xem cái gì nữa, à đúng rồi, à, chắc bạn đang tự hỏi cái phần màu trắng trắng ở đây nó là gì, thì căn bản chỗ đấy là cái phần mà mình đã fix. À, khi mà bạn gặp lại với đấy, thì hai phần cánh bé này nó sẽ có cái chốt, nó hình cái kim tháp, nó sẽ kim tháp bị tách làm đôi rồi nó sẽ giữ lại, nhưng mà còn hai cánh ấy thì nó không có chỗ nào nó gắn vào luôn đấy, nó không có chỗ nào gắn, chính vì thế nên hai cái G bên rìa ngoài nó là cái thứ để nó giữ hai phần cánh lại, và cái phần chốt chính giữa nó là giữ phần đầu. Đấy là cái cách nó bóng ở của em này đấy. Vì thế nên là mình không biết vì sao nữa, có lẽ là do tay mình lúc đấy mình đã mở em này mạnh tay quá, cho nên là cái phần lớp ly lông hay bóng bọc có xúc ấy, ông chủ shop ông chủ bán mình ấy bọc cực kỳ kỹ, mình không, lúc đấy mình còn không có dao giấy cơ, mình nói rồi cái studio mình đã không còn, cho nên là fuck. À, cũng chính thế nên là mình phải bóc một tay, vì thế có lẽ do khi mình bóc ra thì mình đã vô tình kéo cái phần cánh hai phần cánh bên này nó toác ra đến mức lúc đấy là khi mà đóng vào ấy nó không có được tròn vo kiểu này đâu, bạn thấy nó không tròn theo kiểu này mà nó sẽ bị cái cánh sẽ vênh vênh ra ngoài ấy, trông rất là mất thẩm mỹ, nên là mình phải fix lại bằng cách mình hiểu ra cơ chế, mình fix lại dán bằng hai cái phần miếng năm hai phần giấy chặn giấy này ấy. Đây chất là băng dính giấy thôi, bình thường không có gì đặc biệt đâu, mình cắt tí tí màu mẩu trên trông nó cũng không đều nhau lắm vì mình xé bằng tay mình căn chỉnh. Cũng chính thế nhưng mà được cái chỗ là nó đã được tròn vo đúng không, cái phần là cầu nó bạn thấy nó tròn, nó hoàn tròn vo đây, để mình bóp xem mà đây, đây tròn vo của nó này, nhưng mà cũng không cần thiết lắm, ở hở cái này vẫn cũng được, vấn đề gì. Và để xem chút chi tiết này nhỉ, bạn thấy những cái phần đường sơn màu đỏ ấy, đây là phần sơn nó bị lem, cái phần này bị lem, này bị lem rất là nhiều, thực sự vậy, lem rất là nhiều. Tuy nhiên bạn có biết là lem sơn lem mà nhiều ấy thì đúng là nếu mà hàng new ấy thì đúng phải trách là tại sao mà mấy ông Nhật Bản ông mày sơn ông mày có thể làm lem kiểu cỡ này được. Tuy nhiên đối với những nếu như trong trường hợp em này mà nó cũ ấy, mà hàng đồ cổ ấy, thì sơn mà bị lem ấy mà nó vẫn chưa bị chóc ra ấy, thì đấy là một tin đó là con này được bảo quản rất là kỹ. Vì sao? Bởi vì cái phần sơn này nó cái phần sơn này nó lồi ra ngoài mà nó bị lem ra ngoài mà cái phần này chi tiết này nó chi tiết là ẩn ở dưới. Cho nên nếu như thế mà con này mà chơi lâu ấy thì đáng ra phần sơn này nó phải bị chóc ra chứ đâu phải nó vẫn còn nguyên đây đâu. Nhưng mà bạn ấy thấy. Bạn thấy rất là kỹ đây. Đây. Lớp sơn nó có bị chóc đâu, ngoại trừ cái này thì nó đúng nó lồi ra nó bị chóc, bạn thấy phần chấm đen đen không? Đấy, ở trên bên ngọc này. Còn ngoài ra thì mọi thứ phải gọi là rất là ổn. Cái dòng chữ MG nó vẫn còn dưới đáy, nó vẫn còn rất là bóng. Bây giờ mình nghịch cho nên nó bị bay phần màu bóng rồi. Nhưng mà phải nói là nó vẫn còn tốt chứ không đến nỗi có được sự tệ. Nhưng có thể nói là em này mình mua với một cái mức giá và đổi lại được cái chất lượng rất là tốt, nó bảo quản rất là kỹ, rất là cao. Thậm chí bạn nhìn cái phần logo nó vẫn còn, nó đã bị xước để đây. Nó vẫn còn rất là mới và rất là tốt trong điều kiện bảo quản rất là hoàn hảo. Mình không có điều gì phải chê về cái em này nữa.
À, và một đặc điểm mình cần nói luôn cho một số bạn, đó là khi mà bạn bạn kiểu new buy như mình ấy, hồi đầu tiên như mình thì mình cũng có để ý tại sao một số con có chứng MG, một số con thì không. Nhưng mà mình đã từng chọn lọc rất là kỹ các video, một số video mình có xem từ anh Hanilus, cho nên là Hanilus của anh Hân ấy. Ừ ấy. Thì mình cũng chỉ nói lại một chút, đó chính nhất thứ nhất. Cái chữ MG này không đại diện cho việc nó là hàng chính hãng hay là hàng fake. Bước tất nhiên là con hàng chính hãng nó sẽ có chữ MG, nhưng mà không phải là bất cứ con hàng chính hãng nào cũng đều chữ MG. Thời Mao An ngày xưa ấy, thì nó lúc là thực ra từ ngày xưa mẹ bây giờ lúc nào nó vẫn chia ra làm hai thị trường, làm bao gan, một là bao gan của bên Mỹ nó làm, bên Mỹ nó làm là Sega Toy, à còn bên Nhật thì như nó là Takaratomy, bây giờ thì nó vẫn là vậy. Còn bên Spin Master như bên cái hãng nó là bên hãng phim một cái gì đấy, hoặc là mình không rõ lắm, có lẽ một số thông tin mình sai, nhưng mà tuy nhiên đấy cho mình biết đấy, hàng của Mỹ thì nó không có chữ MG. Ngày xưa ấy, hàng của Mỹ không có chữ MG, chỉ có hàng Nhật có chữ MG. Đây nên con em này là của Nhật này thì của em chữ MG. Hàng của Mỹ ngày xưa thì nó chỉ có mấy chữ này thôi. Đây, điều này áp dụng tương tự với em Battle Brand ngày xưa bên của ngày nay. Đối với bản của Mỹ ấy, bản này rõ ràng mình là review cho bạn biết thì mình cho bạn show bạn xem cái hộp đúng không? Hàng của Nhật hoàn toàn. Thì hàng Nhật nó sẽ có cái chữ M đây, nó lúc nào tức là hàng Nhật nó sẽ có cái chữ M hoặc chữ MG đấy. Đấy. Nhưng còn hàng Mỹ ấy, thì đôi ngày xưa nó không hề có biểu tượng gì. Còn ngày nay thì nó sẽ có thêm biểu tượng mũi tên để cái bạn lăn vào kiểu gì ấy. Đấy. Và để xem có điều gì không nhỉ? Và em này thì mình mua một mức giá tương đối khá là rẻ. Thực ra gọi là rẻ không đúng. Nhưng đây có thể một mức giá trung bình, khá là bình thường cho một em bao ga. Đó là một con này mình mua giá 150. 150 cho một em này. Và chắc là giờ mình sẽ kể bạn cái câu chuyện vì sao mình mua em này. Nếu chắc ra là mình định mình mua một em nào đấy, mình tính mình mua một em cho vui vui thôi. Và sau đó thì mình suy nghĩ việc là, và thực ra mãi về sau đấy mình suy nghĩ là thôi đằng nào em có một em này rẻ, tại em Neo vẫn là Neo Dragonoid này, nhưng mà phải là nó là cái gì Ventus Neo Dragonoid, tức là hệ gió ấy, màu xanh lá cây hoàn toàn này, 130.000 đồng. Và phải nói là sau khi mà mình mua mình suy nghĩ rất kỹ trước khi mình đặt hàng, và sau đó là tất nhiên mình vẫn chưa đặt hàng rồi. Sau đó là mình cũng nghĩ là việc thôi đằng nào cũng thế, là lúc đấy mình cũng đang dùng lại tin nó túi tiền, cho nên là mình cũng quyết định là thôi đằng nào cũng thế, nâng cấp luôn. Với một cái giá bạn sẽ bỏ thêm 150.000 đồng cộng thêm với 100.000 đồng nữa, tức là 250, bạn sẽ mua được em Neo Dragonoid này màu đỏ luôn như đúng trong phim, và thêm một con trap là con Scorpion trap hay sao, mình nhớ không lầm con trap của anh cho Neo Dragonoid này. Thì đấy mình cũng đã xác định số tiền đấy mình có rồi và mình mua rồi. Nhưng mà cái ông lúc khi mình hỏi ông đấy thì cái ông đấy ông bảo mình nó là cái con vừa đỏ hết rồi, thì mình cũng thấy khá là buồn. Nhưng mà bạn biết điều gì tiếp theo không? Đó là ông đấy ông bảo là nhưng mà tôi cũng có con màu đen thì ông có mua không, thì mình cũng nghĩ được là ừ thôi kệ màu đen cũng được, ít nhất là nó không phải màu xanh, ít nhất nó phải màu xanh kiểu Ventus mà nó là màu đen. Ừ màu đen cũng đẹp cũng ngầu mà, biết sao nó vẫn là con Dragonoid được, còn khác hệ mình thích quan tâm lắm. Do đó là ông đấy mình hỏi là thế giá bao nhiêu, mà là cứ ông cứ nói giá bao nhiêu đã thì ông phải vào 150. Và mình nghĩ ô kệ 150 à, chốt đơn luôn, vì căn bản bạn phải nghĩ xem được nhé, vẫn là em Neo Dragonoid nhưng mà Ventus nó là 130, và bạn bỏ thêm 20.000 đồng nữa và bạn sẽ lên update được một con em Neo Dragonoid Dark Curse, tên nó là ngầu mà màu nó cũng đẹp đấy. Và thực sự mình tại chả biết do vì sao mình, tại sao mình không mua luôn, mình mua luôn nhưng còn quái thì mình không mua nữa đúng không. Và đây là cái em này đến với mình cũng khá là cơ duyên. Sau khi mình tổng hợp được một nguồn tin nữa là mình cũng có theo dõi một channel của một, đây cũng là cái bro này cũng là anh YouTuber này cũng có truyền cảm hứng cho mình để mình tiếp tục làm video về bao gà, đó là anh Kimbo. Bạn Kimbo nhưng mà chữ Y nó sẽ là Kimbo, nhưng mà chữ Y đấy thì nó sẽ đổi sang số 1 nhé, Kimbo. Anh xem đúng cái video review về anh bảo là những anh review về ba con bao gà hiếm nhất
Vui số cách review ở đấy mình phải gọi là mình thấy sướng cực kỳ. Đây mình chỉ muốn là được mua một con bao gan rồi mình chơi thử đấy. Và đấy là câu chuyện việc là tại sao mình lại có em này. Xem còn gì nữa nhỉ? Và cũng chính từ nguồn tin của anh đấy, cũng chính từ anh đấy luôn, thì anh review ấy, thì anh cũng bảo, cũng từng nói trong một video đó là chính con này anh không đề cập, đó là bởi vì cái con của anh ấy đó là Darkus Neo Dragonoid, nhưng mà của mình là màu đục đúng không, đây là màu thường đúng không, còn của anh đấy thì là màu clear, tức là trong suốt, màu vẫn là màu, vẫn là màu tối đen này thôi, nhưng mà nó trong suốt cơ. Và anh đấy bảo đây là con bao gan rất là hiếm, rất là hiếm đấy các bạn ạ. Và để vừa cũng đấy phải bất ngờ kiểu còn á, mình vừa được mua một con, mình vừa được mua một con hiếm mà nó hời với giá hời vậy. Nhưng mà chắc là mình tí mình sẽ kể tiếp bạn câu chuyện về cái phần bao gan này. Và sau khi mà mình tìm kiếm, mình lên các shop và mình tìm kiếm thứ, mình phải cầu công nhận thật đúng là ở Việt Nam này ngoại trừ cái ông bán mình ra và Rain Rebel Toy, à bạn phải tìm cái bài đấy ở trên Facebook cơ, mình phải gọi đào nó tương đối rất là mệt. Chứ còn lúc khi mình lên các group các thứ ấy, thì mình chỉ bắt gặp đúng được một ông bán này thôi. Vậy suy ra ở Việt Nam chỉ có 3 đơn vị, 3 ông bán. Chứ còn mình cũng đã tìm hên trong các group bán bao gan, thì bán chia sẻ bán lại bao gan các thứ ấy, mình tìm không có ông nào có em này. Nên mình phải nói là công nhận đúng con này. Con này dù không phải bản clear nhưng mà phải nói là nó cũng là một cái phiên bản hiếm chứ không phải là nó lên đến. Nói chung đấy, bao quan thì bạn lấy bạn một con thằng, một thằng con trai hoặc một nhà không biết giới tính chút, nhưng mà một bạn là người chơi đúng không, thì bạn phải suy nghĩ việc là mình mua con bao quan, mình mua những thứ gì nó hiếm, nó ít người có hoặc không ai có được. Chứ còn bạn mua một con bao quan hoặc là mua những thứ gì đấy mà nó bán đầy ngoài đường thì thế như vậy thì mua làm gì đúng không? Tuy nhiên nếu bạn thích bạn cứ mua thôi không vấn đề gì, nhưng mà nếu bạn tính là sưu tập hoặc là bạn để trưng ngầu ấy, kiểu khách đến nhà bảo đây nhìn em nhìn cái con cục nhựa này thôi nhưng mà hàng hiếm cháu săn kinh hận kinh khủng mới ra được, đây kiểu thế nó mới có giá trị của nó. Chứ còn lúc bạn sâu những con bao gam bạn người ta thừa sức mua được thì sâu làm cái gì đúng không, chả sưu tập làm gì. Mình cũng vậy thôi, mình thì mình thì các bạn vẫn phải đẹp và giá tiền nó cũng phải rẻ đấy. Ở bao gan này thì nó có bị một cái đặc điểm, đó là nó bị ảnh hưởng bởi cái giá trị của người mua. Mình không biết là nên mình sorry bởi vì cái kiến thức của mình về kinh tế mình hơi vẫn còn tương đối nghèo nàn, thì mình cũng có lẽ mình dùng sai nhưng mình có thể nói ấy. Mình sẽ lấy ví dụ của bên Gundam mà mình đã từng chơi, đó là mình sẽ lấy ví dụ một em MGX Unicorn, MGX Stream Unicorn Gundam. Shop này nó sẽ có bán, mình giả sử thôi nhá, mình giả sử thôi, bạn có thể em đá à thôi. Thôi giả sử một con Gundam bán với mức giá không phải Unicorn nhé, bán với mức giá 350. Một shop khác nó bán với giá là 360 đi. Có shop khác nó bán giá là 400. Nói chung nó chênh lệch nhau. Ở mức giá cao như là 1 triệu hoặc là một cỡ 1 triệu 1 triệu 2 ấy, chênh nhau khoảng tầm 100k nó chả là cái gì cả. Và bởi vì cả một cộng đồng đều yêu thích cái em Gundam đấy, cho nên tất cả các shop đều sẽ bán em Gundam đấy ở một mức giá nó tương đối gần như chênh lệch nhau chỉ một chút thôi, nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Cũng chính vì thế nên là cái giá trị của em nó sẽ được bảo toàn khá là cao. Tuy nhiên ấy, ở bao gan thì nó lại không như vậy, câu chuyện bao gan nó không như vậy. Trong bao gan nó có bị một cái rất là mạnh được gọi là cái tùy người mua thuận người bán kiểu vậy, tức là ông không thích, ông bán lại một giá cực kỳ rẻ 100.000 đồng cũng được, nhưng mà có khi ông đấy sẽ mua, ông đấy từng mua với giá 300 thì sao, không nói thực sự là vậy, chỉ cần bạn bạn không thích bạn bán thì là một giá rẻ hoặc người ta sẽ, hoặc là nếu như mà con một ví dụ luôn, đó là nếu như mà cái thả như con này đúng không, con này ở bên nước ngoài nó đắt nhưng mà bên Việt Nam nó lại rẻ vì các bạn chỗ là người Việt Nam vì họ thích mấy con này. Con này đây thực chất là con vẫn là con rồng của nhân vật chính rồi, của cái ông nhân vật chính ông Dan nhân vật chính, nhưng mà con rồng của ông Dan ấy thì ông màu đỏ chứ không phải màu đen, thì đấy nếu màu đỏ thì nó đắt, cứ mạnh tay 150 hoặc là 250 đấy tùy từng shop, có shop bán 200 ở trên Rebel Store họ bán là bao nhiêu nhỉ,
190 hoặc 290 đấy, mình sorry mình cũng không nhớ giá lắm, em này về lâu rồi kiến thức bảo quản mình phải mở. Nhưng phải nói là tùy từng shop họ sẽ bán, hoặc là tùy từng ông sẽ bán, và tùy từng người họ mua họ sẽ trả giá rất là cao, và bạn sẽ chả thể nào biết được cái con bao gan nó sẽ nào, nó sẽ rất là tùy thuộc vào người bạn mua hoặc người bán. Và cũng chính thế em này, thì lúc khi mình vì ở Việt Nam tương đối ít người bán, nói thẳng ra thì bên một cái ông khác, một một cái ông trong group ấy, thì ông bán lại chỉ duy nhất đúng một cái ông đấy thôi, ông bán lại một cái giá rất là rẻ, cũng tầm 150 thì đấy gì đấy ấy. Vì căn bản ông đấy ông bán ông nghỉ game mà, nên là ông chẳng quan tâm về giá mấy, ông cứ bán ra cho bán được hết thì càng tốt. Trên review store thì họ cứ bán theo kiểu là vì đây là con Dragonoid nhưng mà chính mà nó màu đen cho nên là sẽ rẻ hơn so với con màu đỏ đúng không? Còn kia ông shop kia ông bán mình, ông bán giá 150, mình vẫn chưa hiểu lý do sao ông để bán 150, nhưng mà phải nói là mình nghĩ chắc có lẽ là ở Việt Nam ít người mua con này nên là mình cũng mua được con giá hời. Nhưng mà bạn biết không, cũng chính thế nên là mình không tìm được giá sàn thị trường của em này ở Việt Nam, mình phải lên tận eBay tìm kiếm giá. Một số giá đập vào mắt đầu tiên phải gọi là tới hơn 800 cho đến hơn 900. Có ông bán giá eBay mà mình vẫn chưa hiểu nổi, vì sorry mình không dùng tới eBay, nhưng mà phải nói là tại sao bán mức giá 300 cho đến 2 triệu ba là thế nào? Tại sao đang bán cái kiểu quái gì vậy nhỉ? Một số ông thì ông bán lại mức giá từ 350 cho đến 450. Còn các đét thì 550 rồi cùng. À 500 thôi không phải 550. Đấy là một số ông bán, và ông ở tích cuối cùng đấy ông bán giá là 125.000 đồng. À, mình đang từ nãy giờ mình nói này được tiền Việt Nam đồng ấy. Còn đây mình có thể nói là mình em mua được em này mức giá khá là hời, khá là rẻ. 150. Được cái là em này cũng có một cái mức độ hiếm hiếm nhất định em nói. Nên mình cũng đã mua về được và thực sự vậy. Ok, và đấy là cái thiết kế bên ngoài đúng không? Thì màu sơn thứ mình nói rồi, giờ đi gọi là test vùng mặt. Test vùng mặt của một con bao gan nó sẽ như nào? Thì đây, mình sẽ lăn thử, sorry. Mình sẽ đây nhỉ, cục nắm trầm đây, mình sẽ focus lại cho nét đã. Đấy. Em này của mình nó bị hơi khuyết tật bởi vì đôi khi lúc lắm lúc nó sẽ bung khá là kém, nhưng mà nếu bạn đặt kiểu ở đây mở nhiều bung nhiều chơi nhiều thì nó sẽ lật, nó sẽ mạnh thôi, chứ còn đấy, nó thả một cái mức độ tương đối khá xa. Đây. Đấy, thả kiểu vậy thì nó bung rất dễ, nhưng còn lúc lăn thì ăn may. Mình không hiểu vì sao nữa, nhưng mà lúc đầu thì mình có lẽ do mình ít khi chơi cho nên là cái khớp nó soi em nó bị cứng lại. Từ nói chung em này cũ rồi. Khi bạn mua thì bạn phải hiểu, trong cái video trước mình đã từng nói với em kia nè rồi, thì bạn phải hiểu đó là khi bạn mua món đồ đấy thì bạn phải hiểu thứ bạn mua nó là cái gì. Em này rất là cũng cổ rồi nên mình cũng không yêu cầu nó bung mật cao, nhưng mà thực sự là lúc em nó bung mật khá ngon, thậm chí là mình đa phần nghịch đúng không, thì mình hay để trên trên tờ giấy mình thả này, chứ mình cũng không kiểu lăn hay là cái kỳ gì cả, mình ít khi lăn lắm, hoặc là thi thoảng lắm mình lăn, cho nên là việc em này bung mật tốt không mình chỉ cần mong lúc đấy mình chỉ hỏi ông ấy, ông ơi cái con đấy nó còn bung mật được không, mình chỉ hỏi câu là có còn bung mật được không, nhưng mình không có hỏi là nó có bung mật tốt hay không, mình không quan trọng nó tốt hay nó tệ, mình quan trọng là nó có bung mật được không. Đấy. Đấy, cái câu chuyện nó là thế. Và ơ được cái đặt nhẹ hay nó bung ấy vậy, thì xem G Power em này bao nhiêu nhỉ. Để xem nào, 540 G. Một con số phải nói là ngày xưa thì còn hai con đấy tên gì nhỉ, single head hai, single head hai Draenei em đấy mạnh bao nhiêu nhỉ, 400 hơn 400 G đấy, nếu mình không lầm này, em này lên 500 G, 550 G đấy, 540 G. Và phải nói là và em này nữa thì cũng có thêm không, cái dòng Neo Dragonoid thì nó có thêm một phiên bản Neo Dragonoid Vortex, tức là phiên xoay được đấy. Điều phân biệt khác nhau giữa chúng nó đó là nếu như bản Vortex thì hai phần này nó sẽ hai phần lồi lồi này đấy, thì nó sẽ là được vặn ốc vít và nó xoay được, còn nhưng em nào mà không có bạn biết nó phẳng nhựa này thì nó lại không xoay được, nó chỉ được có một cục thôi. Đây là cách để mà hướng dẫn khi bạn đi mua. Và những con
vô thích của vậy thì nó giá nó sẽ 650. Mình thấy nó cũng thôi, không mua nữa. Thì chỉ mua em này về nghề thôi. À đúng rồi, bao quan nó còn có một điểm, nó là cái phần đôi lúc ấy, màu của nó, mình ví dụ nó là màu ngọc trai. Tuy nhiên ấy, hệ của trên nó chưa chắc nó đã là hệ ánh sáng, mà nó có khi nó còn ghi là hệ đỏ, hệ lửa ấy. Cho nên lúc khi mình mua em này về, mình cũng chưa lúc cầm chưa cầm trên tay ấy, mình cũng khá băn khoăn, vì ông đấy ông chụp, ông chỉ chụp với kiểu góc này thôi, cho nên là mình cũng à đây, đây ông chụp kiểu góc này, cho nên là mình cũng chả biết được, vì căn bản là mình cũng không biết là chi bill con này nó gì, cho nên là coi như là mua về ăn ăn hơn gì đấy, giống với kiểu chơi xổ số vậy, mua bao gan nó cũng không có gì chơi xổ số là mấy. Bạn sẽ phải quyết định xem là bạn tùy cơ may bạn, mà cái thằng bán bạn nó sẽ bán bạn còn bảo quản tốt hoặc là bảo quản đẹp. Em này thì mình thấy mừng ở chỗ đó là nó vẫn là dark curse và nó vẫn quy hệ như nghệ sự dark curse, nên đấy là một điểm giá trị. Nó còn quan trọng là cái attribute nữa cơ, nhưng mà attribute nó in lộn ngược hay không thì kệ, được được để ý mấy cái vấn đề nó in lộn ngược hay không đấy. Và chắc bạn nãy giờ bạn cũng đang tự hỏi đó là cái tấm thẻ này của mình nó là gì, tại sao tấm thẻ ở Battle Planet thì nó giấy mà sao nó lại đặt lên này nó lại bung được. Các bạn chỗ đó là mình đã ốp ô để sorry mình nói tục. Đấy thì tại sao mà này nó bung ra được đúng không, thì các bạn chỗ đó là bởi vì cái phần lột này ra. Ok, mình lột này ra. Đây là thực chất đây là cái miếng, nó không phải miếng bọc đâu, mà đây chất là một cái kiểu là mình của Similo ấy, thì nó có một cái tấm thẻ và nó sẽ bọc trong cái miếng này, thì mình thấy các bạn cái này khá là hay, nên mình cũng cứ kiểu giữ lại để mình lấy làm đồ bọc thôi chứ không có làm gì. Và đây đó là cái tấm thẻ bao gan. Ở đây đây là tấm thẻ Battle Planet này, đây nó hoàn toàn luôn, còn đây là cái miếng sắt bên trong. Đây cái tấm thẻ Battle Planet này nó vẫn còn này, vẫn còn mới đây. Thì đây mình sẽ bỏ qua này bên. Từ ngày xưa thì ở bao gan, ở ngày xưa bao gan thì nó sẽ có hai loại thẻ chính, đó là thẻ Gate Gate Card và Ability Card. Thẻ nhân vật, thẻ cánh cổng và thẻ kỹ năng. Còn bây giờ thì nó sẽ phân ra làm thẻ kỹ năng thì nó vẫn còn, nhưng mà thẻ cánh cổng nó sẽ được thay thế bằng thẻ nhân vật. Thường ngày xưa thì thẻ nhân vật với thẻ cánh cổng nó là một, còn bây giờ thì nó không còn là thẻ cánh cổng nữa, nó chỉ còn mỗi cái thẻ nhân vật thôi. Thẻ ngày xưa, thẻ cánh cổng thì khi bạn mua bao gan ấy, thẻ cánh cổng nó sẽ không đảm bảo bạn, nó sẽ là hình con bao gan đấy. Tức là tùy vào việc bạn may mà bạn sẽ bóc ra tấm thẻ mà nó vẫn là thẻ cánh cổng, nhưng nó sẽ in hình đúng cái con bao gan của bạn đấy. Ở đấy bây giờ nó chỉ tấm giấy thôi chứ nó cũng không còn cái đặc điểm gì nữa. Còn đây là đấy, cái tấm ABD card thì nó là bằng giấy rồi, nên mình cũng không biết cách vệ sinh kiểu nào, nhưng còn get card thì mình vệ sinh được. Và đây là cái tấm get card, thì ta để được cái lõi bên trong. Cái phần giấy thì mình đã bóc ra rồi, và chắc bạn đang tự hỏi mình là tại sao mà cái tấm tấm sắt này mình có thể làm cho nó sạch nó bong vậy, mặc dù đây là tấm ghét cát phải được hơn 10 năm rồi, tầm 15 năm gì đấy, có lẽ là tùy việc xem phim nó bao nhiêu. Mình xem phim thì mình đợi em ấy lâu quá, cho nên là kiểu khi mà mình xem bộ phim ấy, mình xem mình mua món đồ chơi ấy, và nếu nó có phim ấy thì mình sẽ cố gắng xem phim của nó. Tuy nhiên mình phải có cầm cái đấy trên tay, mình vừa xem mình vừa nghịch nghịch cơ thì mình nó mới cảm giác sướng. Chứ còn riêng cái phần Battle Planet thì mình đã từng nói rồi, nên là Battle Planet đây là cũng là cái phim mà mình có toy nhưng mình không phải xem phim, nó thực sự vậy, vì mình thấy mọi đương nhiên mà chính nó cứ kiểu chả khó thế, kiểu nào ấy thì ra thôi, không xem nữa. Mình hai ba ý lần từng ý định xem nhưng thôi mình cũng không xem kiểu vậy. Ok, quay trở lại thì tại sao cái tấm thẻ này của mình nó lại, các bạn đang tự hỏi sạch bong kiểu này. Nó thực sự là nếu như mà mình mà là ngày xưa ấy, mình ngày xưa ấy thì mình bóc nó cũng nhăm nhở, nó lúc nào nó sẽ còn mấy miếng nữa để nó dính bám sát sát lại. Mình thời ngày xưa chắc là mình cũng phải đi hỏi mình của hiện giờ là
làm sao mà ông tẩy được mấy phần lớp giấy này? À thì đơn giản thôi. Nhất là khi mà nó ốp hai miếng giấy bìa cắt tông lại vào nhau ấy, vào chính giữa tấm thẻ sắt này này, thì nó sẽ có luôn có một lớp keo nó bao phủ đó đi sao mà dù để rất lâu nhưng mà các phần hen gỉ nó chỉ có những cái phần này, đây phần hen gỉ này đấy, còn lại phần mặt bề mặt này phải gọi nó rất là bóng loáng, nó vẫn rất là đẹp. Và để mà nó bóc, để mà làm ra được cái chiếc này ấy, thì đầu tiên là mình bạn phải ngâm nước tầm khoảng 15 cho đến 30 giây, càng đét 15 30 giây, chứ còn cứ thể kệ, cứ để nó 5 phút cũng tùy bạn thôi. Miễn sao giấy nó mủn ra, bạn bóc ra, bạn sẽ bóc từng cái phần gì 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 ra ngoài, bạn bắt đầu kỳ kỳ ra. Khi bạn bắt đầu kỳ kỳ ra ấy, khi bạn bắt đầu bóc người này bắt đầu kỳ ấy, thì mình lời khuyên đó là đừng mà kỳ bằng cái phần mặt bàn tay này. À, bạn kỳ vẫn được thôi nhưng mà nói chung là đừng bao giờ kỳ của bạn. Bạn không muốn là phần mặt bề tay của bạn về sau nó không còn cảm nhận được cái điều gì nữa ấy. Nên đừng bao giờ kỳ bằng bàn tay. Bạn hãy cầm một dụng cụ khác như là chổi đi cả, hay là một bàn chải răng nó đã mùn cũ các thứ, cấp cái đầm đấy mà tẩy này thôi. Và một thêm một đặc điểm nữa đó là khi bạn tẩy ấy, thì hãy dùng một loại nước xà phòng gì đấy. Mình thì dùng loại kem sữa tắm, kem tắm, kem mình chuyên dùng để mà tắm kiểu sữa dê ấy. Rồi và không là dùng xà phòng Lifebuoy cũng được, nói chung biết sao là xà phòng. Bạn phủ lên đây, bạn dùng tay nhưng nhớ là hãy cẩn thận, mình không biết bạn dùng tay đâu, nhưng mà cách bôi xà phòng thì chỉ còn cách là dùng tay thôi chứ cũng chả làm nào nữa. Đây mình thì mình cầu mong là nói chung ấy, mình cảnh báo được cô ấy hãy thực sự hết sức cẩn thận, vì đây là mình tấm kim loại và nó cũng có một mức độ sắc, nếu như bạn không cẩn thận nó có thể cắt vào phần gân của bạn. Mình không khuyến khích bạn làm theo cái cách làm này, vì căn bản chỗ nếu bạn nào mà định custom lại ấy, custom lại thì bạn không cần thiết cứ phải tẩy hết phần lớp giấy ra đâu, bạn cũng chỉ mà cứ giữ nguyên lớp giấy cũng được, bạn cắt cắt gì gì ngoài cũng được tùy các bạn. Nhưng mà nếu bạn mà muốn sạch ấy thì mình khuyên bạn làm hãy làm cẩn thận và làm đúng như thật, để ý thật kỹ, dùng tay và dùng tay không, và nó hãy cho một lượng xà phòng lên đây, nó chỉ cần có một lượng xà phòng lên đây thôi, bạn không cần phải kỳ hay gì đâu. Sau đó bạn sẽ cầm một cái búi búi giáp sắt dùng để cọ rửa bát, hoặc là một cái thực ra không cần phải cái kim loại đấy, búi giáp sắt để rửa bát đâu, bạn cầm cái bảng cái tay mà nó có thử, mình không biết nó gọi là cái gì nhỉ, mình không biết nó gọi là cái gì, nhưng mà nó giống một cái bản, nó giống một cái bản chải đánh răng nhưng mà nó rất to cỡ lớn bạn cầm mà được. Và lời khuyên của mình khi bạn cầm ấy là đối với cái bàn chải dạng này đúng không, đối bàn chải dạng này bạn cầm mình kỳ ấy, thì hãy cầm theo kiểu này bạn kỳ, đừng có mà cầm theo kiểu này kỳ. Nếu bạn kỳ ấy rồi lệch tay phát vào cái phần này của bạn này, nó cắt xẹt qua một cái phần gân là bạn, mình chắc chắn bạn không hề muốn điều đấy ra đâu. Và lúc thì mình hướng dẫn bạn, mình cũng rất sợ nếu như một số bạn trẻ nào hoặc bạn trẻ con bạn cũng còn chưa biết gì bạn làm theo, thì mình phải nói đó là nhất cách làm này ấy chỉ dành cho những cái bạn mà đã lớn và bạn biết cẩn thận, chăm bạn biết cẩn thận, chứ còn bạn trẻ con thì mình nghĩ thôi đừng, không cần phải làm này đâu vì nó cũng không thiết. Mình cũng chắc thì cũng mình sợ tương lai bạn trẻ bạn nào học làm theo mình đó. Lời khuyên lần cuối cùng là đó chính là ấy, bạn không cần phải tẩy cái phần này đâu nếu như bạn định custom. Mình thì mình thích nên mình tẩy thôi, chứ còn bạn nào bạn trẻ tuổi các thứ, bạn mà không cẩn thận bạn làm đứt tay, bạn đi khiếu nại video mình thì mình không chịu trách nhiệm nhá. Mình nói lời cuối rồi ấy, mình không chịu trách nhiệm việc là bạn làm mà bạn này đâu, mình chỉ nói là cách tại sao mình làm ra được kiểu này thôi, còn bạn mà làm theo bạn thì bạn phải tự chịu trách nhiệm cho những hành động bạn làm, mình nói thẳng vậy. Chứ mình cũng nói sợ sợ lắm, lỡ đâu một số ông dở hơi nào đấy rồi ông rồi một số ông nào đấy ông dở hơi rồi ông làm ông đứt tay rồi sau đấy ông đi báo bảo mình dạy ngu thế nào đấy, rất là nguy hiểm. Cho nên là hoặc nói thẳng là quấy thôi, nói chung đừng làm nữa thì hơn, cần phải ép cái này lại. Mình cũng chỉ đặt này thôi cho nó chính giữa tâm thể này mà được. Đấy, kiểu kiểu vậy. Nó sẽ cần có một tí thời gian bởi vì căn bản là
Ok. Và vì cái thẻ nhân vật thì thôi mình quay quay cái mặt và mình biết là mình nhắc lại lần thứ ba rồi. Mình chả mình nhắc lại lần thứ ba đúng không? Mình nói thật là cuối đó là ba mà nào mà có ý tẩy đấy ấy, thì mình nói thật hết sức cẩn thận, đừng có mà không cẩn thận là bị đứt gân tay ấy. Mình nói thật luôn đấy, nguy hiểm lắm, chứ nó cũng không kiểu nó cũng ba mà làm mô hình các thứ nhiều thứ thì có lẽ bạn quen những cái điều này, như mình quen rồi, chứ có bạn nào bạn nói chung là đôi lúc những cái thứ gì ấy nó rất là tưởng chừng vô hại thôi, nhưng mà nó bạn bạn mà làm cẩn thận là đi luôn cả một số sai lầm của trong cuộc đời, một số sai lầm rất là vớ vẩn trong cuộc đời thôi, cũng chỉ vì lý do chả đi chả ra đâu ở đâu, nhưng đôi khi ấy, nó sẽ còn định cả cuộc đời của bạn. Vì thế nên đó chính là hãy đừng mà tẩy cái này nữa. Mình không chưa bị làm sao vì các bạn chỗ là mình cầm cái này, mình cầm bùi ấy, mình kỳ kỳ cửa này à, cho nên là nó cái phần lưỡi của cái phần lưỡi của cái miếng sắt này nó không bao giờ thể cắt vào cái phần gân tay của mình được đấy, nó cùng lắm nó chỉ xứt qua cái phần này thôi, cùng lắm nó thế là cùng, nhưng mà chắc chắn là phần này nó không quan trọng lắm, nó sẽ hồi lại thôi, nhưng mà gân tay thì còn đừng bao giờ nghĩ việc là nó hồi lại gân tay. Và đây cứ được cảnh này mà nó duyết tay vào, ui dồi ôi, đừng để nói thế, các bạn sợ, các bạn nên biết sợ điều đấy và hãy cẩn thận mà làm, còn không thì đừng làm, tốt nhất đừng làm. Ok, và mình nghĩ trong video này mình cũng nói thế đủ rồi. Bạn nào bị custom thì bạn cũng chả cần quan trọng việc bạn phải kỳ phải lớp giấy đâu, mà từ nãy là mình em nói gì nhỉ, mình cũng không cổ xíu bạn đi đi tẩy giống như kiểu mình đâu, nó thực sự vậy, đừng lên. Mình thì đấy, và mình nghĩ chắc video thế thôi, video này cũng chỉ dừng lại đây, bởi vì căn bản bao gan thì đó là một cái tuổi thơ của mình, và mình cũng từ nãy là mình đang tán nhẹ lung tung, nhưng mà sự đây bao gan thì tuổi thơ của mình, nên mình cũng muốn có lại một em để em sưu tập, và mình cũng cố gắng làm nhanh cái video này lên, bởi vì mai mình sẽ give away cho người bà của mình, thì vẻ bà mình người bà bảo là và trông mấy con này giống, đây là con rồng nhá, nhưng đều con rồng, nhưng mà bà cũng bảo là trông nó cứ kiểu nở ra của mấy con gà, bà nhìn mà cứ thích thích. Mình ơ ờ, mình thì em bạn em này thì kệ, mình sẽ cho bà, chứ mình cần giữ em này cho mình thôi, đủ rồi, em này mình cho bà mình, coi như là một tí, mình coi như là đấy là một cái tí hiếu thảo của một thằng cháu thì nó ra dáng cháu quá. Ok, à, còn cái tấm này nữa thì mình cũng để ở đây thôi, cái tấm này thì phải nói là nó rất là dễ bị bong chóc chầy cái phần bìa góc mình, mặc dù mình không chơi nhưng mà nó vẫn bị, cho nên là mình bọc trong tấm ladder vì trông nó cũng ngầu đúng không, nhìn trông một cái miếng các kim loại thứ này nó mình nhựa trông rất là ngầu đúng không, cầm cái này nó cầm vừa nặng tay nó còn cứng cáp xuống nữa. Ok, và mình nghĩ đây video mình cũng dừng lại thôi, nhắc lại là cuối cùng mình đi biết là hiện năm, và mình mong rằng là hãy cẩn thận, thật hãy cẩn thận nếu như bạn có định làm, còn nếu bạn như bạn không cần thiết phải làm ấy, thì tốt nhất đừng có mà làm, bởi vì bạn sẽ không biết là khi bạn mà làm sai làm các thứ ấy, rồi bạn bị các thứ ấy, thì bạn không biết nó sẽ phải trả giá những điều gì đâu, mình nói thế. Và mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu như bạn mà cố tình làm mà bạn bỏ qua các những cái lưu ý mà mình chỉ rồi bạn các thứ ấy. Nói chung là bạn mà làm bạn cái làm gì bạn chịu trách nhiệm, chứ mình cũng chịu trách nhiệm đâu nhá, mình nói thẳng vậy cuối rồi, đừng có mà tìm mình đến, đừng mà tìm mình bảo là thằng Superman mày nó dạy con rồi về sau con làm này cái tay mình cũng biết, nên nói này mình cũng không biết làm nào, mình không chịu nhận nhá. Ok, và bây giờ này lần cuối mình sẽ dừng lại thôi, đây cũng chỉ vì bảo gà mình nói được deadline nhỉ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.